Hello, Lê Quang, good morning. Ba nín. Hôm qua ngủ ngon không? Ngon. Ngon hả? My ngủ ngon không? Ngon. Má ngủ ngon không? Ngủ ngon. Ngủ ngon, ai cũng ngủ ngon hết trời ơi. Con khăn vô đề. Con ngủ hết rồi. Con ngủ đó. Mỗi người ngủ một phòng luôn. Hồi 5 người 5 phòng luôn. Có con là ngủ với má thôi. Còn Quang phòng, My phòng, Két phòng, chị Khanh phòng á. Tối nay cho chị My ngủ với má một bữa, xong rồi con qua ngủ với chị Khanh. Anh kể anh nghe nè. Kể nghe chuyện này nè. Nguy hiểm lắm. Còn sáng em với má đi bộ, mà sáng nay đi bộ không có đem theo điện thoại. Thế xong cái đi đường khác, không có đi đường qua nữa. Đi hồi vòng về thì đi qua bên đường đi. Má đòi đi qua bên đường. Đi vòng về thì đi bộ đường này. Đi mới nào đi thì đi cái đường này. Xong đi về thì đi qua bên đường, đi ngược về. Cái đi sao tới cái ngã tư đó. Khi má nói là đường này mới đúng. Em thì nói đường kia mới đúng. Mà đâu có đem theo điện thoại, mà sợ lạc, mà hoang mang không biết đi đường nào. Cái em nhìn xong cái em thấy đường này mới đúng. Cái má nói không, đường kia. Hai mẹ con mà má thì má nhắc chắc chắn lắm nha. Má nói cái đường này, má nghĩ là cái đường này. Cái nói không phải đâu má, đường này. Rồi đứng ngay ngã tư mà hai mẹ con coi như là hoang mang không biết đường nào. Cái xong em nhìn lại, em nói chắc chắn luôn cái đường này, tại lúc em đi em để ý. Chứ nếu mà em không để ý làm đi theo má rồi, mà đâu có đem theo điện thoại đâu, mà lỡ lạc rồi sao. Mới đầu là nếu mà lạc là mình sẽ hỏi người ta, nhưng mà không nhớ số nhà sao đi hỏi chết. Mà bây giờ sao rồi á? Rồi xong rồi em mới nghĩ, à trời, lo cái gì. Lúc đó gọi mượn điện thoại người ta, gọi cho dì Khanh, kêu dì Khanh ra đó. Nhưng mà tại vì mình nghĩ chắc mình nói tiếng Anh được cái câu mà mượn điện thoại để gọi cho người nhà, phải không? Rồi xong cái đi, cái má nói đường này. Cái nói, má đi đường này cho con đi, chắc chắn má đi đường này nè, là tới nhà. Má nói không, má cứ đứng hoài ngã tư, má không chịu đi. Má đứng hoài, má không chịu đi anh. Ồ, má nè. Đó, má cười nè. Đi lạc rồi đi lui lạc. Má nói, cái này, rồi nếu con má đi lạc sao? Má nói, thì đi lui lại. Rồi lui lại mấy cái ngã tư đâu biết đường nào. Không biết quẹo đường nào luôn. Xong cuối cùng đi theo em về tới nhà luôn, má cũng đứng. Má cứ nghĩ là không phải cái đường đó mà. Cứ nói, nhà này nè, má nhớ chưa? Cái má nói, ha, sao kỳ vậy ta? Bún xì dầu. Ồ, ăn bún xì dầu. Ý, xì dầu của con qua đâu má? Ôi, cái đó cay lắm á. Đổ thêm xì dầu vô đi con ăn với. Trời, hôm qua ăn ngon quá trời luôn. Đổ thêm xì dầu vô ăn. Bánh bao má ăn sáng rồi. Chút nữa đi đưa chị Khanh chở đi ăn đồ Thái. Sáng nay em đi mà em không có quay. Tại hôm qua quay rồi, không có quay chụp hình cho má thôi. Chụp hình đứng nè. Đứng tạo dáng người mẫu. Chụp hình ngay cái giường bông, giường đá sen, sen đá đó. Đẹp quá trời luôn. Thôi đi ăn bún xì dầu rồi đã. Trưa nay là đi ăn đồ Thái Lan. Chiều nay ăn gà. Ăn gà. Gà với lại gì chị? Cá chiên. Cá chiên và muối xả. Muối xả. Hấp dẫn quá. Ăn với cơm hả? Ăn với cơm Lê Quang hả? Ngon quá hả? Ngon quá, má kêu ngon quá há hoài à. Đến nhà giàu mà ăn bún nước tương mà cứ khen ngon hoài à. Ăn quá ngon rồi, nhá rồi. Cao luôn, bị hiện quá rồi. Mì âm thầm ăn bún nước tương mình trước mấy nào
hồi nào sáng lắm á. Chưa đi, má đi chưa đi bộ về. Dạ. Lúc con má đi bộ mới dậy ăn. Ăn gì mà thấy muốn ếch quá. Thấy hết bún. Hồi tối qua má đếm cái bộ. Má đếm mấy cục bún còn sáng má đếm lại mấy. Tối các ăn hai cục rồi. Đây chị Khâm làm trứng úp la nè. Đây chị Khâm làm bánh mì nè. Ở trên đây cũng không có ăn bánh mì kiểu Việt Nam đâu nha. Bánh mì đó, bánh mì Việt Nam có mà không ngon nên không muốn cho mọi người ăn. I know. Chị ăn cái miếng gì? Nem á. Chị để lên đây nè. Để hả? Trời đâu có ngoại con vui lắm đó ngoại. Quậy nữa đi. Chuồng ai ngoại tụi đi nhận qua gần nằm ngủ phòng đó tụi đi sợ ma rồi. Nhà mình mà sợ ma. Chuồng ấp đấy đó. Sao chị đó chị bị giống như là chị bị thần kinh ám ảnh tối ngày sợ miết. Em chả sợ gì đó. Em ở nhà chị em còn chẳng sợ nữa. Lật qua nha. Lật một qua. Hai ba đó thấy không. Lật sơ thôi cái đó là sắp sửa ăn được rồi đó nha. Một hai ba vô. Thấy lật nó cũng bể hay quá. Biết sao mi chảy một bên cho nó cứng chút xíu rồi nó sao không giờ nó bể. Ai ăn sống thì định lọc. Đây nè, mi thơ đây, thơ nó ăn sống đây là thơ. Thơ cho nó cái này liền. Mi mi cho chị xin cái dĩa mi. Đây. Ơ, bể ra rồi. Rồi bể rồi. Sống chị. Bể rồi. Đừng khóc. Đừng khóc, đừng buồn. Rồi. Đừng khóc. Cái này của má, cái này của mi. Em đừng buồn nhé anh vì cuộc đời đâu mai chi cô niềm vui dĩa gì bự dữ gì trời. Ừ, tao đâu có biết, tao tưởng đâu là có nem có bánh mì này kia, ai ngờ có cái trứng không mà lỡ rồi tôi kể rồi ăn. Ủa của con em cho em ăn buổi sáng con ăn mà sáng con còn phải uống thuốc sáng nào cũng trốn uống thuốc hết trơn. Trời ơi, sáng qua chị cũng uống á. Trời ơi, kỳ vậy. Nè, ăn xì dầu con. Ơ, quên lộn. Quên tưởng két. Thế làm bộ á. Làm bộ đấy kêu bằng con á hả? Nè, ăn được không bà ngoại? Ngon gì nha. Ngon. Cái tay về buồn ghê. Không có cái tay. Nghĩ cái giờ này ít đứa nó mới đi chung với mình. À, nhưng cát nó bận. Không. Tí nó cũng bận bà. Cảm thấy nó nói một người nào không nên ăn yến nè. Đối tượng nào không nên ăn yến. Nói sao? Nói để nghe chứ nè. Chị My đang tìm hiểu là ai không được ăn yến. Người nào không nên ăn yến, người nào nên ăn yến. Yến, yến mắc chết luôn, ai muốn ăn cũng đâu ăn nổi đâu mà. Ừ, mà sợ. Muốn ăn không có tiền ăn hết chứ ha ma ha. Ừ. Tìm hiểu không ai mà con mà nghe nói con không được ăn yến mừng chết luôn. Khỏi tốn tiền. Tìm hiểu chi để hỏi trên YouTube nè. Fan bà Tám nhiều người rành lắm nè. Hỏi là fan bà Tám coi yến đối tượng nào là không được ăn yến. Đó. Mọi người cho bà Tám biết đối tượng nào không nên ăn yến. Đầu tiên là mình biết là đối tượng nào không có tiền. Đâu. Không có tiền. Đối tượng không đâu, có tiền. Tiền không có tiền không nên ăn yến. Nói giỡn chứ hỏi mọi người có ai mà rành á. Để tìm hiểu coi là má là bệnh lớn tuổi này kia có nên ăn yến không. Đó. Mọi người đang nó nói là khi mà mình
hệ tiêu hóa mình kém á là mình không có nên ăn. Như là lúc nào không nên ăn yến chứ không phải là người nào không nên ăn yến. Lúc mà hệ tiêu hóa mình kém thì mình không được ăn yến hả? Thì nó là bổ sung cái protein, chất dinh dưỡng mà. Nó bụng đi chảy hệ tiêu hóa có vấn đề thì không nên ăn. Như là má không nên ăn yến. Rồi xong, nguyên đóng yến đưa qua cho con. Mình ăn cho phía của thì không? Nhưng mà có khi má ăn má đâu có bị đâu. Hôm ăn đâu bị đó, cả đêm đâu bị. Hên xui làm sao á? Tùy sức. Nhưng mà đâu, nó bị một lần chứ nó đâu tiêu chảy cả ngày đâu đúng không má? Bị một lần đâu có sao mày. Giống như mình đi một ngày một đi mình cũng phải đi một lần chứ. Cái đâu đi mà đi hoài hoài liên tục thì mình mới là thấy. Thì để ý theo dõi coi. Ăn sáng no nê rồi giờ đứng ngồi để coi TV. Chút nữa đi ăn xong rồi về ngủ ha. Chị Khanh nói ủa mày tới đây mày ăn mày ngủ gì đó hả? Chứ làm gì? Chị Khanh. Em nói một chút nữa mình đi ăn trưa xong mình về con với má ngủ. Cái chị Khanh ấy trời đất ơi mày vô tới đây mày ăn rồi mày ngủ nó quá chứ làm cái gì. Ngồi đi coi về ra đây nằm luôn. Chuẩn bị ngủ miếng rồi đi ăn tiếp. Ồ vậy ướt rồi trời ơi chuẩn bị đi ăn cái tì á má. Cái tì đang trên đường tới á. Vậy tại vì đi họp chán quá thôi vòng lại chạy lên đây lại đi ăn với mình. Ừ, bà con qua nay bà ngoại ăn hết nửa chai nước mắm bớ bà con. Muối muối đâu ăn xong 139 à. Ăn hết chai dầu. Ăn nửa chai nước mắm mà bữa nay không lên máu mừng quá. Nói vậy ai nghe chắc người ta la mình luôn á ngoại. Có đâu ngoại cái gì đó ngoại kiên dữ mà ngoại đâu dám ăn nước mắm là nghiệp ngoại lắm á. Phía đi từ từ Phía nó coi dữ nó theo dõi má dữ lắm á. Chỗ ăn ra Phi mày theo dõi dữ quá mày qua đây đi thi. Phi nó quá chuẩn bị nó qua đó tháng 12 nó qua tiếp á. Ồ vậy hả nó qua hả? Qua nó chơi má đó. Sao nó không qua lúc tháng 8 nè lúc thơ đi về Việt nó Nam nó mới đó. Về mà nó mới đi về mà ngày hôm qua chị My kể cái chuyện gì chị My. Ngày hôm qua chị My kể cái chuyện có cái ông bạn á 62 tuổi hay là sinh năm 62. Ngày hôm qua chị My kể đó là ổng qua Mỹ ổng chơi xong ổng mất trí nhớ luôn. Ổng giống như người một người con nít á. Ổng 62 tuổi hay là sinh năm 62? Con là con gái hay con trai? Con gái. Con gái. Trời ơi tự nhiên cái qua Mỹ chơi cái gì Khanh cái về quên hết ổng nhớ gì hết á. Giống như một đứa con nít luôn vậy đó. Kỳ á. Ngộ á, em mới lần đầu trên đời nghe luôn á. Chắc bị bệnh á. Không phải vì qua Mỹ. Ủa không phải qua Mỹ. Không ý là đi chơi á, đi du lịch á. Đi một cái chuyến du lịch bên Mỹ về là bị. Bị cái gì đó. Cần gì. Không phải đâu. 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 Anh kỳ quá anh. Hồi nãy là em nháy ổng đứng gần gần em ổng sắp hù là em nháy chị rồi đó. Tim còn vững lắm chưa sao. Đợi nào tim bự giống má đó. Chứ hù con riết tim con bự lên đó ngoại. Tim thò xuống luôn. Đó mi kể cái đó đi cái đó nghe nghe lạ lắm á. Chị á, chị làm cái bệnh á. Bị bệnh não. Không mà đang chỉ là đang bình thường đâu mà, đâu có triệu chứng gì đâu. Chạy không. Nước mắm á. Không. Nước mắm á. Không có.
Không có nghĩa rằng là có những cái bệnh nó tự nhiên nó ở trong tiệt, nó trong đập, trong cái đầu, trong người của mình từ đời nào rồi mà đúng không? Tới lúc mà nó phát lên thì ngay xui, ngay lúc mình đi chơi hay là cái gì nó phát lên thì người ta mới nghĩ là tại vì đi chơi hay là tại vì ăn cái gì thì cái ai cũng bị. Không, mình không muốn nói là tại vì đi chơi, nhưng mà ý là từ cái lúc mà đi du lịch đi về á là bị luôn. Phải có những cái bệnh gì đó mà mình không có biết được. Nhiều khi người ta đã có cái bệnh trước rồi hay sao, sao biết được. Đừng có hồn đi, đứng đó rồi mà hồn nữa đi. Không dám hồn quá đâu, không dám hồn quá đâu. Anh đánh anh đó anh à. Hồ chứ. Em kêu này quanh quanh đó nha. Cái gì cục quá. Đó là giống như chị My hôm qua chị kể em suy nghĩ hoài luôn á. Em nói trời ghê quá, tự nhiên cái mà không biết là coi như nhìn đồng hồ cũng không biết luôn á chị Khanh. Không phải là giờ mình mất trí nhớ nhưng mà mình cũng vẫn còn không nhớ cái gì. Nhưng mà mình cũng phải biết nhìn đồng hồ mình phải đọc chữ. Chị My nói là không có đọc chữ luôn á. Quay lại lớp 1 rồi. Kiệt đó là Kiệt, con có một cái người bạn mà khi mà bị lúc mà bị tai biến đó ngoại, lúc mà té xuống tai biến á thì lúc đó đó nằm quá lâu đi, nằm quá lâu thì gia đình mới phát giác được, thì lúc đó cái não của mình đó nó đã chết phân nửa rồi. Mà cái điều rất là lạ nha, mà con đã kể cái thơ nghe một lần là rất là lạ. Một khi ví dụ cái não của ngoại mà bị block, một là bên tay mặt hay là bên tay trái gì đó, ví dụ như của bạn con á là nó bị bên tay mặt. Ok, thì nó bị bên tay mặt thì nó lại ảnh hưởng bên tay trái. Là ví dụ như là ảnh hưởng là tiếng nói nè, không nói được nè, không nhớ gì hết, không đọc được mặt chữ, không biết được gì hết ngoại. Nhưng đặc biệt một điều rằng là vẫn thuộc bài hát. Khi mà kêu hát, bởi vì cái hôm mà lúc mà nằm bệnh mà tỉnh lại á, tự nhiên á suy nằm suy hát. Hát mà hát thuộc nguyên một bài hát luôn nên mọi người mừng quá, nó chứ thôi thôi là người ta tỉnh rồi biết hát. Nhưng mà tự nhiên hát xong ngoại, tự nhiên cái người giống như là ngoại, giống như là đờ ra lại, coi như không biết, giống như nằm đực ra không biết gì hết. Cái hát là cái phản xạ của cái bài. Con mới hỏi bác sĩ thì họ mới nói rằng là thí dụ như là mình quên rồi nha, không biết là mình bị tai biến bên tay, cái não hư bên tay mặt hay bên tay trái thì ảnh hưởng như thế nào thì con không nhớ, nhưng người ta giải thích như thế này. Thí dụ cái não của mình á, bên phía tay mặt thì nó điều khiển một số gì đó trong cơ thể của mình, là nó có thể điều khiển lời nói, nó điều khiển những cái hoạt động của ngoại, hoặc nó điều khiển cái trí nhớ của mình. Rồi còn một bên thì nó sẽ hoạt động những cái gì đó. Thì do đó khi mà mình bị tai biến như vậy thì tùy ở cái dạng tai biến nào mà mình bị ảnh hưởng. Nên bạn của con là coi như là bị trúng ngay cái dây nói, trúng ngay cái thần kinh của mình. Nghĩa là đọc chữ này kia hoàn toàn không biết chữ gì hết trơn á, như một đứa con nít đồng hồ cũng không biết, không biết một cái gì là giống đó. Bạn của đó là có là như là tất nhiên là não bị thương, bị bệnh cái này cái bị tai biến, bị tai biến là bạn con đâu có bị tai biến. Ngoại nhiều khi á nghĩ này nè, tai biến á nó có một cái bệnh như thế này nè, nhiều khi á trong não mình, đừng có nói trong não, trong cái cơ thể của mình á, ngoại bị ra ví dụ như bao tử, ngoại bị chảy máu, nó cứ rỉ rỉ hay là ruột của ngoại cứ rỉ máu hoài, mình không hay. Cái óc của mình này cứ rỉ, có thể mình không hay, nhưng đến lúc mình phát giác được rồi là lúc đó là nó nặng rồi. Ngoại biết không? Đó, nhưng mà về não á, thì con biết được rằng là khi mà bắt đầu mà có cái triệu chứng ít não mà mới bắt đầu mà bị hình như là bị chảy máu á, bắt đầu mà bị, thì những cái triệu chứng nó sẽ báo cho mình biết. Nhưng mà trong cơ thể của ngoại nhiều khi lâu lâu ngoại cảm thấy như mình bị đau bụng, hay lâu lâu mình bị cái này cái kia, nhưng mình không có biết rằng là, cũng như con nói vậy đi, ví dụ như đi cầu hoài đi, mình không có nghĩ là cái ruột của mình nó có vấn đề, nhưng thật sự là cái ruột nó đã có vấn đề, nó có vấn đề, phải không? Thì thứ nhất cái người ví dụ hay là ngoại bị mất máu đi, người ta phải tìm hiểu là mất máu là lý do tại sao, đôi khi trong ruột ngoại bị chảy máu, trong bao tử bị chảy máu, trong cái gì đó trong người mình bị chảy máu mà mình không biết, nó chỉ làm cho ngoại từ từ ngoại mệt, rồi cái khi người ta đi thử máu, nó ủa sao mình bị tuột máu nhiều quá, thì lúc đó người ta mới phải đem mình ra, người ta kiếm tại sao ngoại bị như vậy, thì thường nó gọi là bị tổn thương ở bên trong đó ngoại. Nội thương bên trong á, cũng rất, mấy cái đó cũng rất là nguy hiểm. Thì ngược lại bạn con là như vậy, ngoại thấy không, nó hoàn toàn nó không biết gì trơn, nó có tiếng hát, lúc mà nó hát á thì ai người ta cũng bỗng, đặc biệt cái nó hát nhạc Lê Quang mới chết á. Bấm nhạc Lê Quang lên là nó hát,
xong rồi đó thì hát được ngoài, thì nó ở nhà mừng, nghĩ rằng là coi như là nó tỉnh rồi ngoài, phải không? Mà thì nó có tỉnh đâu, tôi thấy không, đi vẫn như vậy. Ừ, cứ chừng hát xong rồi là đâu còn biết gì đâu, đâu có đọc chữ đâu được, đâu biết gì đâu, 1, 2, 3 cũng đâu biết, đồng hồ cũng không biết nhìn nữa. Nhưng mà bạn chị My là sức khỏe bình thường hả? Đi đứng mà được cái bình thường, rồi không nhớ gì rồi sao nói chuyện ta? Cảm gì vậy? Giống như ba của ba chồng Thi cũng vậy đó, nhớ gì đó. Nhiều khi là trong cái óc mình đã bị damage rồi mình không hay. Nhưng mà chị có nhớ gì ba má hay là anh chị em gì của chị không? Nhớ chứ. Chú, nhớ gì? Chú Minh cũng nhớ đó. Chú Minh đâu có nhớ ba đâu, ba đấy anh chị ai à. Giờ ngồi đó mà nói cái ba đó sớm tới chơi. Đúng rồi, khi đâu biết ai là ai đâu. Tụi con chơi là mấy chục năm ở ngoài, mấy chục năm nhìn con đâu nhận ra ai là ai đâu. Nhưng mà nhận ra chồng với con thì nhận ra. Chồng với con biết rồi nha. Cái đó là trong tiềm thức của mình, người ta nói là lúc đó nhiều khi những cái người sống trong cái tiềm thức á, tự nhiên nó nổi dậy, nó trỗi dậy thì người ta nhớ rồi. Ghê quá ha. Nhưng mà những cái bệnh rất là lạ lùng. Nó lại nhiều khi mình cũng chẳng cái đó chắc được. Cả triệu người mới có người những cái bệnh mình cũng chẳng biết, ví dụ tai biến thì mình không nói rồi. Còn cái này cái vụ mà chị My là coi như chắc mấy triệu người mới có người. Má của bạn chị á đeo cái gì cho người đó vậy, cái có gì ngoài bấm cái em không biết cái rằng đó để chị hỏi nha. Trên Amazon bán đầy mà em rằng nó cái đó nó sẽ liên lạc để chị, cái là để bên này chị làm cho, tại vì chị sẽ sai up cho má để cho nó, thí dụ đeo cái đó thì nó phải sai up với lại ở trên tổng đài hay cái gì đó, nó có một cái chương trình của tụi nó. Ra khi ngoài bấm cái nó biết ngoại bla 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 làm sao vậy, đeo vô cổ nè, đeo cổ hay đeo tay cũng làm gì làm tùy đâu, má thoải mái đeo tay hay đeo cổ mua đâu không, cái đó là mình, cái đó là đăng ký nó cho mình, cứ nhấn như là nói sao tiếng Việt cho mọi người, nó có một cái chương trình là nó giúp cho những người già ở một mình, nhiều khi họ té hay này kia đó, thì má cái việc mắt bấm cái đó thôi là họ biết mình ở đâu liền rồi. Mà một khi mà mình đã có cái đó là mình đã nói chuyện với lại cái tụi trên cái office đó để nó lo cho mình, chứ không phải mình ra đường mình mua nó biết mình ở đâu á. Hay là mình mua cho bà ngoại cái Apple Watch á? Không được, cái đó nhầm gì hết. Không, cái của má là đeo cái kia là đúng nhất. Bấm, giống như alarm á. Apple Watch á, thôi mò một cái đóng nút rồi thôi mới bấm được, sao được. Giống như là bây giờ nhà rồi. Con là có alarm nè, có alarm kêu tiếng Việt mình là gì? Là báo động nè. Bây giờ á, ai mở cửa ra một cái gì ở trong con bấm nút một cái, con bấm nó có một cái nút để mà nó từ nhà con nó liên hệ thẳng tới trên cảnh sát, trên cảnh sát luôn. Thì con bấm một cái là cảnh sát đi xuống liền. Thì người già mình y hệt vậy, ngoài bấm cái là nói cho nó lên dừng cái người đó mà em rành cái đó. Để chị làm cái đó cho chị má. Cho em bấm cái đó đi để ông Quang nó có bạo hành em bấm kêu cảnh sát thôi. Được á, cái đó miệng thì con phải, mà chị phải đeo, tại vì mỗi lần mà Quang nó tới gần nó hù nó kêu chít chít chít. Trời ơi, thấy không, má nhìn Quang mất cười quá. Mà ngoại biết không, ở đây á hả, con nít đây, mấy người lớn mình cũng vậy nữa ngoại. Thí dụ như là bây giờ á, nó để một con chip vô trong người của mình, trong răng cái gì đâu trong cơ thể của ngoại đó, mà ngoại mà đi lạc á hả là kiếm ra ngoại liền. Đến nỗi con chó cũng có cái cục với lại những người giàu mà người ta thương, không phải nói giàu nghèo gì, thiệt ra mình nói giống như là con mình. Má, định vị chấm muối à, muối chấm muối ăn đỡ lạc miệng má. Đấy giờ má gọi nói con quan bắt cũng đi. Đâu, cái lúc đó mà thí dụ mình mất con chó mình đi thì mình gọi lên trên cái tổng đài đó, nó kiếm cho mình, kiếm nó có cái liệm định vị hay lắm, nó mấy cái đó luôn á. Thì mình làm cho mấy cái đó đi. Nhiều người mình thương á, mình phí mỗi tháng. Ông Quang kìa, ông Quang đi lên lầu nó kiếm két á. Ông hỏi két phòng nào ông lên ông kiếm á. Kiếm hết phòng nào kiếm hết đi. Cưng két. Biểu lên lầu không đi, chứ đi kiếm con thì đi. Đó, đi lên kiếm két thì đi. Tối qua két về mấy giờ? Két về 11 giờ mấy á. Dữ vậy. Thì nó đi thi nó về. Hồi trễ dữ gì? Ngày qua nó về chị nghe. Có mình chị với nó dưới đây hả? Hôm nay cái con nó ăn, cái chị cũng ăn với nó, rồi nói chuyện với nó. Xong rồi cái nó nói chứ ngày mai nó dậy, nó phải dậy sớm 9 giờ nó có cái meeting trong lớp học.
Thì nó nói chiều bữa nay, trưa nay đi xong rồi nó nói chiều nay 4 giờ cho nó về nó học bài. Về đây hả? À, nó học bài. À. Nó không có cần đi học nhưng mà nó muốn học bài. Học hoài. Ngày qua thấy nó với bạn nó nói chuyện với nhau về bài thi á mà. Nó thi được không? Được. Nhưng mà nó hơi lo về cái nó hơi lo. Đúng rồi, nó nói làm sao biết không? Cái về cái công việc làm á, nó nói mẹ nếu mà con học xong mà con kiếm không được việc làm chắc con gì đó, nó nói cái từ gì giống như là nó cạo đầu đi tu. Ừ, ừ nó nói vậy á, cái nói trời ơi thiếu việc làm kiếm gì, nó nói con phải cần kiếm việc làm để con vừa làm vừa học. Ừ. Mà con không kiếm được việc làm của ngành của con chắc con cạo đầu đi tu. Trời, thiếu trời gì cách để mà làm. Nó có thể nó xin vô nhà thương làm counselor cũng được. Ý là nó lo là nó sợ nó không xin được. Không, bây giờ nó apply. Cái gì á các? Chắc má nó mở bóp cổ. Làm sầm ở trên kìa. À, nó bóp cổ nó. Ba nó tối ngày bóp cổ, bóp đầu, bóp đồ, cắn nó không à. Trời ơi, bây giờ nói cho Thơ nghe nè, mình làm nó là về counselor là cái gì? Là về counselor tâm lý. Tư vấn thôi, là tâm lý, tư vấn về tâm lý đi. Vô trong nhà thương nó vẫn cần. Thiếu gì nhà thương cũng cần, trường học cũng cần. Trong sở làm cũng có một những company mà lớn của chính phủ nó cũng cần những người người tư vấn đây. Thí dụ bây giờ đừng nói nè, trong ngay cả chỗ trong hãng của chị này nè, ok, thì có một ngày đó có một cái thằng đó vợ nó bị chết về covid đi, thì lúc đó nó bị sốc thì là hãng phải cho một người counselor xuống để mà nói chuyện với nó và nói chuyện với những người xung quanh gia đình này kia, cũng như bây giờ trong trường học đi, mấy đứa mà thơ nó biết mình tém xác mình cũng nó bị cắn đó, thì thí dụ như vậy thì nó sẽ counselor của trường học đi xuống nào nói chuyện. Có counselor có hết nhiều chỗ cần, nhưng mà mình phải biết cái chuyện mà con két nó nói á, là nó phải ra riêng một mình nó làm một cái office một mình nó đó, là nó đúng rồi, là tương lai là nó sẽ phải đối diện với tất cả mọi vấn đề mà biết không. Còn nếu mà nó không thích như vậy, nó chỉ chọn một nơi chuyên môn nó xin vô thôi, mà nếu mà nó được xin vô chính phủ làm là khỏe nhất. Nhìn nó kiểu nó thực tập á, nó thực tập rồi xong rồi nó phải học thêm. Bây giờ nó phải thực tập để làm gì? Khi nó thực tập có cái lợi rằng là nó có kinh nghiệm. Tại khi mà nó xin vô, ví dụ nó xin vô trường học đi, thì nó sẽ nói trong khi nó đi làm nó cũng có đi thực tập. Tất cả những cái này nó rất là quan trọng. Và thứ hai nữa là cái score của nó là cái điểm học của nó cao. Tất cả những cái đó nó rất là Két ơi, xuống đây. Thôi để nó thi xong cái đã, chứ giờ nói cái đó sớm nó nhức đầu. Nó thi xong rồi. Xong chưa? Nó xong hết rồi. Nó sắp ra trường rồi, ngày 11 tháng 6 này nó ra trường. Thiếu gì trời cũng mạng nhiều lắm. Có gì My với Khanh nói cho nó đỡ lo đi. Nó sợ ai biết, nó nhiều lúc nó mới quá đó. Két. Nó rành lắm. Két xuống đây. Xuống với ba đi Két ơi. Mình nữa đã đừng nói. Có qua bữa nó nói mình làm mà cũng không sợ, mình không sợ theo nó luôn. Qua mặt nó mình nói biết chị, cái gì trơn không nó nói chị có nói là bây giờ con học trước đi, con lo con thi, con lo con đậu lại cái bằng trước. Tại vì ở đây á, nó cũng có những cái chỗ nó gọi là nó giúp mình kiếm việc làm. Đúng nhưng rồi. Mình qua nó đó là mình phải mất bao nhiêu phần trăm á? Mình phải mất bao nhiêu phần trăm á? Mình apply trên mạng thôi. Nhưng mà thí dụ như mình cần thì có nhiều cách lắm. Dĩ anh lên anh quẹo, anh quậy nó đúng không? Anh quậy. Quậy ai cần con nhìn tao thì quậy nhau. Quậy, két nhìn. Wonder. Chuyện gì đã xảy ra? Két. Két ngồi lên nè. Má Khanh nói con với gì mày nói con vụ việc làm nè nhanh lên. Nhìn lên qua đây. Đừng có lo lắng gì hết á, cứ đi Việt Nam chơi thoải mái. Đó, xong xuôi về là tính, hiểu không? Có nhiều cách xin việc làm lắm Két. Chứ không phải là không có đâu, đúng không? Vô trường rồi con xin làm counselor trong trường học cũng được rồi. Cái gì vậy? Đi về Việt Nam nè, đi chơi cái đã. Đó. Con nói với mẹ con sợ gì?
sợ gì? Con sợ gì? Con sợ con không kiếm việc làm được hả? Đúng không? Ủa cái con coi cạo đầu hả? Cạo đầu đi tu hả? Bậy bạ hết sức à? Suy nghĩ năm cạo. Anh đừng có quậy nữa, để nó nói chuyện coi. Đúng không? Counselor gì mà suy nghĩ gì kỳ vậy? Bây giờ ai counselor lại cho nó đi. Mạnh mẽ lên, tự nhiên coi đầu à. Không kiếm được việc làm cạo đầu à. Counselor kỳ á. Counselor kỳ á. Quá trời. Cạo nhớ cho bộ tóc giả nha. Ngoài nói gì? Cái tóc nó đẹp quá trời cạo chi. Cái tóc nó đẹp quá trời cạo chi. Cạo chó gì mới xinh gì mới làm tóc giả. Ngoài nó cười lắm. Con giỡn thì thôi chứ đâu cạo. Ông kiếm nhiều cách lắm, con vừa cứ thi xong đi. Không, con mà không kiếm hết hết. Con mà không kiếm việc làm được con đừng cạo đầu của con. Con cạo đầu của ba. Cạo ba làm gì? Ba. Ba đây. Ý là nó nói màu đầu trước để mẹ nuôi nó đó chứ không phải đâu. Nó nói mọc mờ đó. Thiếu gì vì con ơi nhiều lắm. Trời nó phải phá cái đồ của mắt Thanh. Đền đó nha. 3,000 đó. Đền đó nha. Cóc cóc mình xa xui rớt cái bùn chứ. Qua ngủ chậm cái vai đau quá. Sao vậy? Ngủ mê quá không? Sao thế? Kìa két. Dạ. Con Mắc Khanh nói là con kiếm việc làm không được á. Vô công ty Mắc Khanh làm counselor rồi. Counselor. Counselor kìa. Vô công ty Mắc Khanh làm kìa. Con thực tập cái. Bây giờ có cái IT trời ơi từ từ, nhưng mà con đừng có lo âu. Con lo âu không được gì hết. Đúng không? Mà tại sao phải lo âu? Có nhiều cái chỗ làm lắm, tại má chưa có nói với con thôi là để cho con học xong xuôi đã. Rồi ra mới bắt đầu mình ngồi xuống mình mới kiếm chị. Đánh đi! Đập ông đấy. Ông còn kêu nay quanh quanh. Nước nó làm chi vậy? Dạ? Nước suối á má. Không, không phải cái chai này nhưng mà con hứng nước của con, hứng nước Kangen đó vậy. Ở nhà đó con khi mà xài xong á con giữ lại để con hứng nước khăn gần con uống miếng đỡ lạc. Khi nào đi về Việt Nam mua vé cậu mẹ đi. Mua rồi cho mai đi chứ rồi đi mua rồi cho muốn đi về đi đây cũng quậy quá ghét két két lên két thiên bài à. Cha tôi đã già chân yếu vậy đó. Bài gì con với Betty hát trong đám ma đó. Ủa vậy à? Bài cha gì đó. Chưa có tới. Bài đó chi tên là gì? Cha già rồi đúng không? À, cha già rồi đúng không? Cái này không, chân, quán nói không. Chân cha gì yếu gì đó. Chân nói cha đã yếu già rồi đúng không? Quán nói không. Bữa nào mình lấy bài đó mà hát trong album nha. Bài ngộ vậy bé ghét. Thì nói về cha mà. Nhạc phim bố già. À. Tới hả? Tới rồi. Đi. Đi. Rồi bây giờ mình đi ăn đồ Thái Lan. Rồi, chào các bạn đi chị Khanh. Quậy, Thái Lan với đồ Mỹ ngoài chọn nào? Thái Lan. Con biết ngay có quà còn với nói chuyện đồ Thái Lan. Rồi, cảm ơn mọi người. Hẹn và gặp lại vào clip sau đi ăn đồ Thái Lan ở Letta. Ồ, lộc. Letta Sina. Letta Sina. Elsinore. Nói chuyện với ngờ riết cái con nói chặt tiếng Mỹ luôn đó ngoại. Bye đi chị Khanh. Bye bye. Má, bye bye má. Má. Bye. Bye các con. Tối nay về phỏng vấn ngoại con mấy ngày nay. Ngoại ở đây ngoại có Két, vui bye không? Bye bye đi con. Mấy ngày nay Két, ở đây Két có vui không? Vui. Đi. Đi ăn bữa nay mình được ăn xoài Thái Lan. Hy vọng là ở đây có xoài đó con. Số xoài chị quái đó. Đi vô lấy bớt đi nha.